không không lên đâu, không lên. Đi đâu? Cứ đi lòng vòng rồi về thôi. Đây nè. Dạ. Xin chào mọi người. Ở đâu à? Kẹo dừa đằng này nè. Đây là lò. Mẹ không có lên lột kẹo dừa không? Này có kẹo dừa, có hủ tiếu, làm ta làm hủ tiếu rồi đó, lên tham quan chơi đi. Không có tốn tiền gì hết, em lên tham quan đi. Thì lên đi ba, lên thử. Cô cho con lên đi. Lên thử. Để anh nè. Hay chưa? Ơi mẹ ơi. Đây là lò hủ tiếu à. Ở đây đồ cá khô này, cô ơi xem này. Cái gì đây nè? Kẹo dừa. Come on.